Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Bim Bắp Bắp và phim kinh dị bắp kể với tập tiếp theo của bộ phim Nạn nhân kế tiếp Your Next được sản xuất vào năm 2011 của Mỹ. Ở tập trước thì cả gia đình của Bình đang bị một thế lực nào đó truy sát, Hồng muốn giết hết tất cả mọi người ở bên trong gia đình. Khởi đầu bằng cái chết của Hoàng là bạn trai của Tuyền, liền ngay sau đó họ tìm cách trốn ra khỏi nhà, nhưng kết quả lại dẫn đến cái chết của Tuyền. Sau hai cái chết thì Hoa là người bình tĩnh nhất trong khi mọi người vẫn đang rất hỗn loạn. Hoa chạy lên tầng trên và cố gắng đóng hết tất cả mọi cửa sổ lại. Bình cũng có đi theo thì Bình cũng có hỏi là làm như vậy để làm gì? Thì Hoa nói là à, ở trong nhà thì an toàn nhất cho nên chắc chắn là cửa sổ khóa lại ở bên ngoài tụi nó không có đi vô nhà được. Và Hoa cũng cố gắng gọi điện cho cảnh sát gọi điện cho 911 nhưng mà bởi vì không có sóng cho nên Hoa đã gửi tin nhắn. Hoa nói rằng mặc dù mất sóng nhưng mà nếu mà gửi tin nhắn á chỉ cần bắt được một tí sóng thôi thì tin nhắn đó có thể gửi thành công qua 911 sau khi hoa chắc chắn ở trên lầu đã khóa xong tất cả mọi cửa nẻo rồi thì hoa đi xuống bên dưới cùng với mọi người và bình cũng đi theo hoa thì bây giờ ổng cứ đi lẻo đẻo theo hoa thôi các bạn và thắc mắc là tại sao hoa lại làm như vậy rồi hoa giải thích cho ổng nghe chứ bây giờ ổng cũng không biết phải làm sao hết sau khi đã kiểm tra và đóng cửa hết tầng trên rồi nói chuyện với bình xong rồi á thì hoa rất là kiểu rất là nhanh đó các bạn quyết định dứt khoát luôn hoa đi xuống nói với mọi người là hoa đã kiểm tra rồi ở trên không có ai hết an toàn à, mọi người có thể đi lên trên đó thì nó sẽ an toàn hơn ở dưới này và ở dưới đây á mọi người cũng đi tới mấy cái cửa sổ kéo rèm lại bởi vì có vẻ như là mấy cái tuổi bên ngoài nó đi đâu đó rồi thì họ chỉ có thể ở bên trong nhà thôi không có được đi ra bên ngoài lúc mà hoa đi xuống á, hoa lại chỗ của nghĩa hoa hỏi là cái vai của nghĩa sao rồi nếu như mà đau quá hay là bị thương mà ra máu nhiều quá thì cần phải làm cái gì đó <laughs> mà ông nghĩa mỏ thì hổn mà thấy cũng tội các bạn mặt nhợt nhạt xanh xao lắm ngồi Mặc đờ ra luôn mà tại hồi nãy cô uống thuốc kêu là không sao nữa rồi, giờ không còn cảm giác nữa. <laughs> Hình như là kiểu uống thuốc xong rồi hồi nãy rất là đau nhưng mà một khoảng thời gian trôi qua thì tự nhiên bây giờ cái vai của ổng vẫn bị thương cái mũi tên vẫn cắm ở trên vai nha trên cái bả vai á nhưng mà nó nó đau quá nó tê luôn các bạn không còn cảm giác ở trên vai nữa hoa thử đụng vô nhẹ thì ông nghĩa cũng không có cảm giác gì hết trơn á mà nhìn mặt ổng á vừa vừa thấy tội mà vừa mắc cười nữa khi biết nghĩa đã không sao á thì hoa mới nói là bây giờ mình cần phải đóng cửa hết ở dưới đây nữa tại vì hồi nãy là hoa kiểm tra ở trên tầng thôi còn ở dưới thì mọi người vẫn chưa có kiểm tra hoa chạy tới cửa chính khóa lại hoa nói là bây giờ mình phải kiểm tra hết tất cả cửa ở tầng dưới, à, né xa cửa sổ ra và kéo rèm lại nếu như mà có thể. Khi mà đi qua cửa sổ thì phải đi ở bên dưới để cho người ta không có thấy mình. Thì Bình cũng khá là ngạc nhiên với những gì mà Hoa thể hiện trong ngày hôm nay, bởi vì trước đó Bình biết Hoa là một cô sinh viên rất là hiền lành, à, kiểu không có không có phải là mạnh mẽ như vậy á. Thì Hoa nói là đây là trường hợp đặc biệt, chiến đấu sinh tử mà các bạn cho nên khả năng sinh tồn của Hoa nó bực dậy, nó trỗi dậy thôi. Ta hay thì vẫn nói bắt buộc phải có một người đi ra bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ hoa lại một lần nữa nói với mọi người là không ai đi đâu cả mọi người phải ở bên trong đây đợi cho tới sáng thì cảnh sát người ta sẽ tới người ta cứu mình thôi hoa đã cố gắng gửi tin đi và bây giờ thì họ phải tìm giống như là vải hay là bất cứ một cái um, cái gì đó có thể máng lên một cái ký tự là sos để mà cầu cứu nếu mà có ai chạy ngang qua hoặc là nếu mà có máy bay chạy ngang qua thì hy vọng là người ta sẽ thấy và cứu nghe hoa nói như vậy thì mình nói là ờ ừ, cũng có lý đó thì mình sẽ đi lấy những cái ra giường để mà tạo thành cái chữ SOS. Trong khi đó thì ông Lư dìu bà Hương đi lên trên phòng đi vô phòng ngủ của hai vợ chồng để cho bà nằm ở trong đó. Khi mà bà Hương lên trên giường á bà khóc quá trời khóc luôn. Ông Lư ổng tính ông đi thì bà mới kêu ổng lại, bà nói là đừng có bỏ bà ở đó một mình. Thì ông nói ông phải đi xuống kiểm tra mấy đứa nhỏ coi nó như thế nào, không có thể nào mà để cho tụi nó ở dưới đó tự lo liệu được. Với lại tất cả mọi người ở trong nhà bình an mà tụi kia nó cũng ở bên ngoài, cho nên cứ để cho bà Hương nằm ở đó thì bà cũng an tâm bà nằm ở trên giường, bà khóc quá trời khóc luôn các bạn, khóc không ngừng được luôn. Sau đó thì ông Lương đi ra bên ngoài, nhưng mà làm sao mà ngờ được phòng ngoài phòng trong rốt cuộc thì nó nằm ở dưới gầm giường, ngay ở bên dưới gầm giường của bà Hương. Trong khi ông Lư không biết gì cả, mọi người cứ đinh ninh là ở trong nhà rất là an toàn. Ông Lư đi xuống cùng với các con, à, đóng hết tất cả mọi cửa sổ lại, cũng như là khi những cái tủ để mà chắn lại những cái kẽ hở để bên ngoài không có thấy được ở bên trong. Sau đó thì họ lấy mấy miếng vải màu trắng để phủ lên xác của hai người đã mất, đó là Hoàng và Tuyền. Ở trên lầu dưới giường của bà Hương từ từ có một bàn tay thò ra. Người đó từ bên dưới gầm giường từ từ bò ra bên ngoài. Thì đó là một người đàn ông đeo một cái mặt nạ hình con cáo. Trên tay của hắn ta cầm theo một con dao phay Bà Hương chỉ kịp la lên một tiếng Khi mà bà la lên á, thì tất cả mọi người ở dưới chạy lên ngoại trừ Hoa Bởi vì Hoa đang ở dưới bếp để mà cố gắng đóng tất cả các cửa lại Thì ở đây nè à, Nghĩa là người chạy lên đầu tiên Bây giờ là cái vết thương nó tê rồi không còn cảm giác nữa các bạn Với hồi nãy cô uống thuốc rồi Thì Nghĩa chạy lên rồi tới Trang rồi ông Lư Tài với lại Lanh cũng chạy lên trên Về phần của Hoa khi mà Hoa đang đóng cửa Lúc mà Hoa đang đi tới một cái cửa sổ để mà đóng á, Thì ở bên ngoài cửa là cửa kính mà Có quy một cái bàn tay đập cái cửa kính xong rồi chụp chụp lấy cổ của hoa tính là bóp cổ của hoa thì hoa nhanh tay giơ con dao lên và đâm thẳng vào tay của cái thằng đó thì trên mặt của thằng đó cũng có đeo một cái mặt nạ hình con con hổ gì đó thì nó đau quá cho nên nó phải giật cái tay ra hồi nãy lúc mà hoa đi đóng mấy cái cửa sổ hoa đi ngang qua cái chỗ cái kệ đựng dao á thì hoa có cầm theo con dao để tự vệ hơn là có con dao chứ không là hoa bị nó bóp cổ rồi bởi vì nó là đàn ông mà tướng đàn ông các bạn cao to lực lượng mạnh lắm cái khúc mà hoa cầm con dao mà chọt vô cái tay của cái thằng quỷ đó. Trời ơi nó đã <laughs> kiểu cho mày chưa? Cái tội hả mày đi giết người hả mày? Mà Hoa rất là bình tĩnh nha khi mà Hoa đâm á thì cái cái con dao đó cán nó dài mà đâm xuyên qua cái cổ tay của nó và dính lên trên cái vách của cái cửa sổ luôn. Lúc nó đau quá nó thả Hoa ra thì Hoa lực được chạy tới ngay chỗ cái cái kệ để lấy thêm dao. Thì hên cho thằng đó nó rút tay ra kịp. Lúc mà Hoa vừa mới lấy được con dao quay lại ngay chỗ cửa sổ tính là chiến với nó rồi đó. Thì nó chạy mất tiêu rồi, nó rút cái tay nó ra. Còn lại vệt máu ở trên cửa sổ. Về phía của ông Lư khi mà ông Lư và các con chạy lên trên á nghĩa là người chạy đầu tiên và phá cửa xông vào bên trong khi mà xông vào bên trong á thấy nằm trên giường là bà Hương với một con dao phay rất là dài cắm thẳng vào đầu của bà bà chết ở trên giường luôn mà rồi trên một cái bức tường á có để cái dòng chữ your next mày sẽ là người kế tiếp khi mà thấy vợ chết như vậy á trời ông lưng ông rất là đau lòng ngày đó là ngày kỷ niệm 35 năm ngày cưới các bạn thấy vợ chết thảm như vậy rồi các con nữa tuyền nè, bé Tuyền chết rồi nè rồi bạn trai nó chết rồi, quá nhiều sự kiện xảy ra gần như là khiến một người đàn ông hơn 65 tuổi gần như là gục gục ngã luôn á. Ổng ông, ông khụy xuống, ông đi không nổi nữa. Tài với lại Bình phải đi tới để mà đỡ ba, tại vì mọi người phải kéo ông lương đi ra bên ngoài chứ không có để cho ông thấy xác vợ lâu quá. Ổng thì cứ kêu để ổng đi vô nhìn bà Hương, nhưng mà mọi người kéo lại bởi vì thấy bà Hương chết quá là đáng sợ á thì lôi ổng ra bên ngoài. Khi mà mọi người ở bên ngoài á thì không hiểu sao bà Trang bả lại không đi ra ngoài với mọi người mà vẫn ở trong cái phòng đó mà biết là ở cái tên sát nhân nó vừa mới giết người ở trong đó mà cứ ở trong đó một mình các bạn nói chung là trang cũng kiểu cũng sốc á cũng sợ trang lấy cái mền đi tới để mà đẩy cái xác của mẹ chồng lại tuy nhiên một mình ở trong đó nó rất là nguy hiểm trang sau khi đã đắp mền lên trên xác của mẹ chồng rồi thì trang mới nhìn ra bên ngoài sau đó thì trang nghe thấy có tiếng ở dưới gầm giường tại vì mọi người cứ đinh ninh là nó giết người là nó sẽ đi rồi chứ không ai ở trong phòng đó thì trang cũng nghĩ như vậy nhưng mà trang nghe thấy tiếng sột sạt ở dưới gầm giường á bạn mới từ từ cúi xuống nhìn nhìn xuống dưới gầm giường thì khi mà cúi xuống nhìn vào gầm giường nhìn thấy một cặp mặt nạ hình con cáo cặp mặt nạ màu trắng nha hình con cáo đang nhìn ngược ra hướng của trang rồi bà sợ quá bà la lên la thất thanh sau đó là chạy chạy thẳng xuống dưới lầu rồi chạy ra bên ngoài mà các bạn có nhớ cái cửa nó vẫn còn sợi dây văng ngang nhưng mà bà vẫn khôn bà vẫn nhớ cái sợi dây còn văng ngang cho nên lúc mà mở cửa chạy ra thì bà có cúi người xuống để luồn qua sợi dây chứ không là cái chiều cao của nó là tầm cổ các bạn tầm ngay cổ là cứ một cái là chết liền thì bà có cúi xuống bà chạy đi thì nghĩa thấy như vậy mới chạy theo không có biết chuyện gì hết nhưng mà cứ chạy theo vợ mình thì nghĩa cũng nhớ là có cái sợi dây nghĩa cũng có cúi xuống nhưng mà xui một cái ổng có còn cái mũi tên ở sau lưng các bạn Ông có cúi xuống thì cái sợi dây nó không trúng cổ ổng thôi nhưng mà nó trúng cái cái mũi tên mà mũi tên thì đang cầm vô trong lưng của ổng nữa chứ trời ơi ổng la lên ổng đau quá xong ổng giật cái mũi tên ra là bà trang bà chạy mất dép rồi thì ông nghĩa ông giật mũi tên ra là ổng đứng trước cửa ông cũng xỉu cái đùng trong lúc mà trang bỏ chạy thì có một tên sát nhân dí theo trang đằng sau lưng của hắn ta còn mang theo cái cung với các bạn cái cung mà hồi nãy giờ cứ bắn liên tục vào trong nhà đó trong khi ở trong nhà mọi người vẫn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nghe cái đùng ở đằng trước nhìn ra bên ngoài thì thấy nghĩa đang xỉu ở trước cửa nhà mọi người mới chạy nhanh ra lôi nghĩa vô trong nhà rồi đóng cửa lại thì khi đó bà lanh lanh bạn gái của tài đó mới kêu là à, bây giờ mình nên bỏ chạy ra bên ngoài đi ở ngoài mình có xe mà mình chạy ra ngoài mình kêu cứu đi hồi nãy trang cổ chạy được rồi đó thay thì mọi người hoang mang nhìn nhau trong khi nghĩa thì đang xỉu à thế là bình mới kêu là để bình đi bình sẽ thử bình sẽ thử chạy ra bên ngoài để coi thử coi là có chạy đi tìm người giúp đỡ được hay không hoa thấy như vậy hoa mới nói là để hoa đi chung với bình thì bình nói là bây giờ hoa phải ở lại bình sẽ chạy ra ngoài xe khi mà chạy ra tới xe rồi thì bình sẽ lái xe đi lên đằng trước để mà rước mọi người bởi vì bây giờ có hai người cần phải khiêng người thứ nhất là nghĩa và người thứ hai là ông lư bây giờ ông lư ổng không đi nổi nữa các bạn là hai người là buộc phải có người phụ để khiêng và ở trong nhà thì bây giờ ngoài bình ra thì chỉ có tài di lanh với lại hoa thì hoa phải ở lại để phụ tài và lanh khi hai người đàn ông kia ra ngoài xe khi mà bình lấy được xe chạy lên tới trước nhà thì đó là kế hoạch của bình hoa rất là lo các bạn hoa không có chịu hoa muốn đi với bình nhưng mà bình thuyết phục bình nói là anh làm được mà em yên tâm đi anh anh sẽ chạy xe anh sẽ lấy xe tới để rước mọi người hoa mới đưa cho bình con dao chặt thịt coi là cầm cái này để tự vệ sau khi cầm con dao thì bình nhanh chóng mở cửa cũng cúi xuống để mà né cái sợi dây rồi chạy ra bên ngoài khi mà chạy ra ngoài xe thì thấy cái mui xe bị mở ra thì hình như tụi nó cũng phát chiếc xe rồi rồi. không biết là Bình phải lay hoay ở bên ngoài như thế nào về phần của Trang á thì bây giờ có hai người chạy được ra bên ngoài là Bình và Trang. Trang á thì chạy mãi chạy mãi chạy mãi chạy qua nhà ông hàng xóm, ông Quang á các bạn. Khi mà chạy qua được tới cái nhà đó Trang gõ cửa không ai chạy ra mở cửa hết. Trang đập cửa kêu là cứu tôi với mở cửa cho tôi vô trong với nhưng không thấy ai ra hết bởi vì nhà của ổng có mấy cái cái cửa trong suốt các bạn nhìn vô trong được thì thấy ổng ngồi ngay ghế sofa Trang mới la lên là trời ơi ông ác quá vậy sao ông ngồi đó ông mở cửa cho tôi mở cửa cho tôi cứu thế giới mà bà có biết là ông đã chết rồi đâu cứ rống họng lên la thì đang là đập cửa rống họng lên lá thì cái đó là cái tấm gương mà lúc mà có người tới gần thì sẽ có phản chiếu lên trên cái tấm kính đó thì Trang thấy có một người đàn ông đeo mặt nạ hình con cừu nha xuất hiện phía sau lưng của Trang ổng tiến tới nắm tóc của Trang đập thẳng vô trong tấm kính Trang ngã té vô trong khi mà té vô trong á bà lết 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 tới ngay cái ghế kêu cứu thì khi mà vừa mới lết tới ngay chỗ ghế sofa nhìn lên thì thấy cái người kia ông quan á chết cứng ngắc cứng ngơ à da tím ngắt à ngồi ở trên ghế sofa á đồ á thì nét bấy à các bạn trang lồm cồm bò dậy thì ở ngay đó có cái bàn cái bàn kính cái bàn mà cái mặt bàn bằng thủy tinh á nó nắm đầu của trang nó giọng thẳng vô trong cái bàn đó rồi nó cầm cây búa nó cầm nguyên một cái cây búa rất là to luôn á các bạn nó đập nó đập vô đầu của trang mà tụi này là kiểu sát thủ giết người không gấm tay rồi các bạn nó giết trang xong rồi nó còn từ từ tiến tới ngay chỗ ghế sofa nó ngồi xuống cạnh cái xác của ông quang và ngồi đó nghỉ mệt nữa về phần của bình khi mà bình chạy ra bên ngoài cái xe thì không có đề máy được chắc chắn là tụi nó đã xì bánh xe hay là phá xe để cho không chạy được rồi sau đó thì bình chạy vào trong nhà để báo tin cho mọi người biết bình nói là bây giờ trang chạy ra ngoài không có biết là trang có chạy được hay không thì họ không có biết tình hình của trang nhưng mà nghĩ là trang đã thoát rồi thì bình mới nói là cái xe ở trước cửa không chạy được thì chắc chắn là những cái xe khác cũng bị phá rồi sẽ không có chạy được Tuy nhiên Bình cũng không thấy ai ở ngoài đó hết Như vậy là nhiều khi là tụi nó Bây giờ bỏ đi rồi không có ở bên ngoài nữa Ông Lưu ông nói là bây giờ con tính làm cái gì Thì Bình nói Bình uh, không thấy ai ở ngoài hết Thì rất có thể là hồi nãy Trang có thể chạy đi tìm người giúp đỡ Mà không biết là Trang chạy đi đâu Nhiều khi Trang hoảng quá Thì cũng không có biết Bình nói là Bình sẽ chạy đi xe thì không xài được thì bình sẽ chạy bộ chạy cho tới khi nào thấy nhà dân á thì sẽ kêu cứu đập cửa kêu cứu để cho người ta tới giúp tài mới nói chứ anh nói cái gì vậy anh nói như vậy là anh anh chạy đi rồi để lại tất cả mọi người ở trong nhà sao bình nói á, là bây giờ phải có người chạy đi để mà nhờ người ta tới giúp đỡ cho mình chứ đâu có thế nào mà cứ rú rút ở đây được lỡ tụi kia nó quay trở lại thì sao bình cứ một mực muốn đi bình nói là ở nhà này á thì điện thoại không xài được bởi vì giống như là tài nói á, là có một cái thiết bị nó thu sóng nó cắt cái sóng điện thoại thì bình sẽ cố gắng chạy qua nhà hàng xóm nè để kêu cứu hoặc là chạy tới một cái nơi nào đó mà có thể có sống để mà bình gọi điện cho cảnh sát để cảnh sát chạy tới bình nói với tài ấy là bây giờ mọi người phải ráng ở lại coi sóc cho nhau chăm sóc cho nhau đợi cho đến khi mà bình có được sự trợ giúp từ bên ngoài chạy về thì hoa mới kéo bình qua một góc hoa nói là em nói thiệt á em nói nghiêm túc á anh đừng có đi anh không nên đi ra bên ngoài đâu bên ngoài rất là nguy hiểm bình hung hoa và nói rằng em yên tâm đi ở bên ngoài không sao hết hồi nãy anh không có thấy ai hết anh sẽ cố gắng chạy thật là nhanh để mà tìm kiếm sự giúp đỡ em chỉ cần ở đây chăm sóc tốt cho bản thân tự lo liệu cho bản thân anh sẽ cố gắng quay lại quay lại thật là nhanh anh hứa đó anh sẽ quay lại anh sẽ an toàn quay lại sau khi đã làm xong công tác tư tưởng rồi thì hoa cũng đồng ý cho bình đi khi mà bình mở cửa ra thì bình có cầm theo con dao và chặt luôn cái sợi dây ở trước cửa thì bây giờ cái sợi dây mà mắc ngang cửa bị chặt rồi nha các bạn không còn sợi dây trước cửa nữa bình khi đó cũng chạy thật là nhanh ra bên ngoài hoa đóng cửa lại sau đó hoa quay lại bây giờ trong nhà chỉ có lanh nè bạn gái của tài nè tài nè hoa nè ông lư nè nghĩa thì bây giờ đang xỉu rồi các bạn năm <laughs> người mà một người xỉu rồi còn bốn người mà trong khi ông lư ổng thẫn thờ ổng đờ đẫn người luôn ổng không 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 làm được gì hết luôn á thì hoa mới bình tĩnh hoa suy nghĩ hoa nói là bây giờ ở trong nhà thì cũng chưa chắc gì là an toàn đâu bởi vì ít nhất một trong số chúng đang ở trong nhà mà bọn họ đang không biết là có bao nhiêu người nha không biết đang có bao nhiêu người đang truy sát họ chỉ biết là trong nhà ít nhất là một người rồi ông lư ông mới hỏi lại là ý con nói là bây giờ hung thủ giết vợ của chú vẫn còn đang ở trong nhà sao hoa nói là đúng rồi chúng ta cần phải cẩn thận sau đó thì hoa chạy tới xem nghĩa như thế nào một người đang à, đè cái vết thương của nghĩa xuống để cho không có chảy máu là lanh hoa chạy tới hỏi lanh là vết thương của nghĩa sao rồi đó thì lanh nói hình như là vết thương không cần chảy máu nữa Thì hoa mới nói là bây giờ là nghĩa bất tỉnh cho nên họ phải khiêng nghĩa tới một nơi nào đó kín đáo để mà giấu nghĩa đi sau đó hoa mới kêu tài tới giúp họ một tay thì hoa lanh và tài cùng với nhau khiêng nghĩa đi tới dưới một cái cửa sổ và kéo cái rèm lại bởi vì cái rèm cửa nó dài lắm các bạn nó dài chấm tới lại sàn nhà luôn thì kéo vô trong đó sau đó là kéo rèm lại nếu như mà không có để ý đi tới cái khúc đó thì sẽ không phát hiện ra nghĩa thì có lẽ đó sẽ là nơi an toàn nhất để cho nghĩa nằm ở đó sau đó hoa mới nhìn tài và hỏi rằng bây giờ em có biết ở trong nhà này chỗ nào an toàn nhất để trốn không thì tài suy nghĩ một hồi tài nói là không à, tất cả các phòng ở trong nhà đều có cửa sổ mà có cửa sổ là không tốt rồi tài nói ngoại trừ cái tầng hầm thôi tầng hầm là không có cửa sổ tuy nhiên hoa nói là tầng hầm không phải là một ý tưởng tốt không phải là một nơi tốt để có thể trốn bởi vì không có cửa sổ thì cũng là một bất lợi bởi vì tầng hầm nó rất là kín nó không có cửa sổ trốn ở bên dưới thì mấy cái tuổi sát nhân chỉ cần quăng khí ga xuống hoặc là bật quẹt lửa lên đốt là chết hết một nồi luôn thành ra hoa nói là không không trốn bên dưới tầng hầm nha mà tất cả mọi người phải ở trên đây và cùng với nhau để mà đóng hết tất cả cửa sổ lại vừa mới nói tới đây hoa mới sực nhớ ra tất cả mọi người không có ai có vũ khí hết hoa mới chửi thề hoa kêu chích bà rồi hoa đứng dậy hoa đi xuống dưới bếp nha ở trên bếp vẫn còn cái nồi đang đun nước sôi nước đang sôi các bạn hoa tắt bếp đi hoa mới nhìn qua phía cái cửa sổ nơi mà hồi nãy hoa bị một cái thằng đeo mặt nạ hình con hổ nha các bạn tấn công và hoa đã cầm con dao đâm vào tay của nó thì bây giờ biết là cái thằng đeo mặt nạ hình con hổ nó đang bị thương ở tay hoa nhìn cái vệt máu và hoa nhìn xung quanh hoa mở cái hộc tủ ra thì trong đó có dao rồi cái đồ đập thịt hoa mới cầm một đống dao luôn để mà đi lên phát cho mọi người hoa vừa đi vừa nói là tất cả chúng ta mỗi người phải cầm một món vũ khí vừa mới nói tới đó thôi Hoa đi ngang qua một cái cửa sổ cửa kính nhà ở bên ngoài nó đạp cửa nó xông vào bên trong thì lúc mà nó tung cưới cửa sổ cái cửa nó bể hoa giật mình các bạn té ngã xuống dao đồ nó rớt ra xung quanh ở bên ngoài cái thằng đeo mặt nạ hình con hổ đó cái thằng bị thương tay hồi nãy nó nó cầm theo quy một cái búa nó đi vào bên trong nhà nó tiến tới chỗ của hoa nó giọng thẳng xuống nhưng mà may là hoa nhanh chóng lách qua một bên xém một xíu nữa là ăn vô đầu rồi hoa lách qua một bên cây búa nó cũng nặng nha thì khi mà nó bưng nó xách cái búa lên lại á hoa lửa thế hoa đạp vô giữa chân của nó nha các bạn lăn qua lăn lại ý là cũng bị tấn công qua lại một hồi ấy, thì hoa giơ chân lên đạp thẳng lên ngã ba của nó dùng một lực mạnh nhất có thể để đập nát quả trứng <laughs> đạp rất là mạnh cho thằng đó nó đau nó đau tới độ mà nó thả vũ khí xuống nó phải nó phải ôm lại luôn á hoa khi đó rất là nhanh chóng trội y như là một chiến binh thực thụ nhìn qua một góc á thì gần hoa nhất là một cái đồ bầm thịt mà các bạn biết cái đồ đập thịt ở trong nhà bếp không cái đầu của nó bằng sắt và nó rất là cứng để cho mình đập cái thịt cho nát cho mềm á để mình làm thịt cho nó cho nó ngon á thì hoa vớ được cái cây đó nó cũng khác gì cái búa đâu nó như cái búa vậy đó hoa cầm lên sau đó hoa quất thẳng vô trong cái 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 khuỷu chân của nó để cho nó khuỵu xuống luôn thì thằng này nó đau nó vừa bị đau ở ngã ba mà nó vừa bị đau cái chân nữa thì hoa vùng dậy không có một động tác thừa nha các bạn lập tức vùng dậy đứng ra sau lưng của nó đập thẳng vô của nó không một động tác thừa và không một chút nương tay bây giờ nương tay với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân coi mấy cái phim kia các bạn biết sao tới đây cái nó nương tay bởi vì nó bị nhát tay hoa thì không không nhát tay nhà dơ lên bụp 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 mà không chỉ bụp một cái bà, bà đập mà bây giờ bắp tưởng đâu bả sát nhân không á mọi người ơi <laughs> cái óc của thằng đó bà quất một phát nó nằm xuống để chắc chắn là nó phải chết thì nó hoa đó quất bụp 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 bầm nát cái đầu thằng đó khúc này á các bạn biết là ánh mắt Bên lúc này là bà Lanh chạy qua chỗ của ông Tài đứng Xong rồi hai đứa nhìn nhau Xong rồi hai đứa nhìn qua Cái kiểu cũng hoang mang á Là giờ mình nên sợ mấy tuổi kia hay mình nên sợ nhỏ này <laughs> Không mà cái khúc này thì sự Coi mấy cái phim kia á Là kiểu khiến cho mình rất là bực Tức là mình đã đập được cái thằng sát nhân rồi đúng không Nhưng mà không có giết tay Không có xuống tay triệt để Thì một hồi nó xỉu thôi Nó đứng dậy nó dí Nó giết mình tiếp Nhưng trong bộ phim này thì không hoa xuống tay mà chắc chắn một điều là cái đầu nó đát bét luôn các bạn. Để chắc chắn là mình diệt được nó là nó chết. Nó một đứa chết là chắc chắn phải chết, không có cơ hội hồi sinh đâu. Chắc ăn rồi đó. Chắc ăn là không biết có bao nhiêu đứa mà một đứa mang mặt nạ hình con hổ đó là chết rồi đó. Sau khi hoa chắc chắn là cái thằng sát nhân đó nó chết rồi. Hoa tiến tới, Dỡ cái mặt nạ đó ra xong rồi xách cái đầu nó lên, dựng cái cái mặt nó lên nha các bạn hỏi tài với lại Lanh là có thấy thằng này quen mặt không? <laughs> mà tài với Lanh á Mặc dù là cũng ớn bà Hoa lắm Nhưng mà gương mặt rất là lạnh Kiểu thấy giết người Là không phải như mình là sợ quá sợ quá sợ quá mà Ê con này nó ghê vậy Sao, sao nó giết người Ủa vậy, vậy là sao Nên sợ đứa nào Ủa là sao Kiểu riêng cái mặt của Tài và Lanh á Chị thấy là sợ sợ ấn ấn hoa thôi Chứ còn cái sự việc mà có người chết trước mặt Cái sự việc mà hoa giết người như vậy á Thì thì Tài và Lanh cái cái mặt cũng vẫn rất là lạnh nha các bạn cảm giác như là cũng khá là máu lạnh đó thì tài à, nhìn mặt của cái tên sát nhân đã chết á tài nói là cũng khó nói đó, tại vì cái mặt nó đâu có còn nguyên vẹn đâu nhưng mà tài nói là hình hình như là không quen không quen không biết người đó sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ mà hồi nãy nó đạp cửa nó vô thì nó có lôi theo xác của trang về nữa tức là ở bên kia là một cái thằng đeo mặt nạ hình con cừu giết trang thì cái thằng này á, cái thằng mà lôi cái xác trang về lại là một cái thằng khác Là tụi nó hợp tác với nhau là bây giờ mình biết là có đâu ba thằng Một thằng đeo mặt nạ hình con cừu, một thằng đeo mặt nạ hình hổ Và một thằng đeo mặt nạ hình con cáo Thì một thằng đeo mặt nạ hổ là chết rồi Còn một thằng đeo mặt nạ hình con cừu Với một thằng đeo mặt nạ hình con cáo ở bên ngoài nữa thì trước mắt là biết có bí như đó người nha. Nhìn ra bên ngoài thấy xác của Trang nó mang về nó, nó dắt ở đằng trước ngay chỗ cái cửa sổ nó đạp vô đó. Thì biết là Trang chết rồi, Trang không có chạy thoát được. Khi mà Tài thấy như vậy, Tài cũng nói với lại Hoa là... À, Bình là một người cứng rắn mà Bình là can đảm mà cho nên chắc Bình không sao đâu Tại vì thấy Trang chạy là không thoát rồi Biết là Hoa sẽ lo lắng á Hoa mới nói là anh ấy không can đảm như vậy đâu Nhưng mà cũng cảm ơn bởi vì biết là Tài đang ăn ủi Đang ăn ủi Hoa thôi Xong rồi Hoa mới nói là cảm ơn bởi vì hồi nãy giờ đã giúp cho Hoa <laughs> Cái ông Tài ổng kiểu nãy giờ tao có giúp được gì đâu tại thấy đứng đứng thấy mày giết người thôi <laughs> cái ánh mắt của ổng là ra lời thoại á các bạn cái ổng nói là tao đâu giúp đi không giúp gì được đâu xong rồi hoa mới quay qua hỏi là ông lư đâu rồi thì bây giờ ông lư á ổng hồi nãy nghe hoa nói là trong nhà vẫn còn một tên sát nhân người đã giết bà hương cho nên ổng xách con dao ổng đi vòng vòng nhà ổng muốn trả thù các bạn vừa là tự vệ mà cũng vừa muốn trả thù á thì ổng xách dao cứ cầm con dao lên tự vệ để đi xung quanh nhà thì ổng đi tới cái cửa cái cửa mà cái ngày đầu tiên lúc mà ổng đi lên ổng kiểm tra ổng tính mở ra ổng coi á nhưng mà lúc đó thì bình đi về rồi bình nói chuyện với ổng một hồi cái ổng quên ổng đi thì khi mà mở cái cửa đó ra thì ở trong đó là cái tủ thôi cái tủ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vừa nếu mà có người ở trong đó thì có thể ngồi ở trong đó được thì mở cửa ra thấy có mền là có nước nè có cả à, hút thuốc gói thuốc á các bạn hút rồi để dục ở trong đó nữa vậy là tụi nó đã ở trong nhà từ mấy bữa nay mà không biết rồi có cái bình đựng nước tiểu nữa tại tối tụi nó đâu có đi tiểu được đâu tụi nó tiểu vô trong cái chai đó khi mà ổng đang cầm cái chai mà ở trong đó nó có cái nước vàng vàng lên để coi á là mình biết là nước tiểu của tụi nó tiểu vô trong cái chai á thì tự nhiên đèn ở trong nhà tắt ngóm tắt hết bây giờ trước mặt của hoa là tài với lại lanh hoa mới hỏi chứ À, vậy mọi người có biết cái ổ điện nằm ở đâu không? Tài mới nói là ổ điện ở dưới tầng hầm á, hay là Hoa xuống dưới đó coi như thế nào, còn Tài thì sẽ đi lên lầu để mà kiếm ba của Tài, kiếm ông Lư. Sau đó thì chia nhau ra hành động ở trên lầu á. Thì trong bóng đêm, ông Lư vẫn đi xung quanh nhà để quan sát như thế nào. Hoa thì đi xuống dưới tầng hầm, Hoa chưa có tiến tới được cái ổ điện thì tự nhiên có đèn lại cũng có thể là do tụi kia nó cắt điện nó mở lại hoặc cũng có thể là do chụp điện ở trong nhà thôi không biết chỉ biết là nó cúp điện xong rồi nó có điện lại khi mà có điện lại á ông lư ông vẫn đang đi xung quanh để coi lúc mà thấy tài ông hết hồn luôn ông nói là thôi chết rồi thôi chết rồi con ơi còn một đứa nữa ở trên đây nè nó đang ở trong phòng nè mà ba thấy là tụi nó ở trong nhà này nó có nơi ẩn nấu ở trong nhà này nó đã ở trong nhà này quan sát gia đình chúng ta khi mà chúng ta ngủ rồi quan sát chúng ta mấy ngày trời rồi không có phải tự nhiên không phải là một cái cuộc tấn công ngẫu nhiên không có phải là tên sát nhân hay là tên tinh biến thái nào đâu mà tụi nó tụi nó cố tình nhắm vào gia đình mình đó còn một tên vẫn còn đang ở trên lầu vừa mới nói tới đây thôi thì đằng sau lưng của ổng một cái thằng đeo mặt nạ hình con cáo cái thằng mà hồi nãy giết vợ của ổng đó các bạn xuất hiện đưa con dao lên và cứ ngang cổ của ổng ổng bị cứ cổ á thì ổng bây giờ là chỉ có ngã xuống và chết thôi lúc mà ổng ngã xuống ổng chòm tới chỗ của tài tài còn xô ổng hất ổng qua một bên nữa mà thì ổng té xuống một hồi ổng ngáp, ngáp 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 rồi ổng cũng chết trên người của tài vẫn còn dính máu của ông lư nhưng mà tài thì không mảy may thường xót tài chỉ quay qua nhìn tên sát nhân và nói rằng thiệt hả mày giết ổng trước mặt của tao luôn á hả như vậy là Tài cùng một ruột với đám sát nhân này các bạn ơi Làm một kế hoạch nhà Và cả bạn gái của Tài nữa Mặt của tụi nó lạnh tanh luôn Cái thằng sát nhân á Lúc mà nó nghe Tài nói cái gì á Nó mới mở ra Thì nó đeo tai nghe Trong suốt quá trình nó đi giết người á Nó gắn cái tai nghe vô Rồi nó bật nhạc lớn thiệt là lớn Thành ra Tài nói cái gì nó không nghe à, Nó quay qua nó hỏi Tài là cái gì Mày nói gì Thì Tài kêu là không có gì hết tao đi rửa mặt đi tại vì người của tài dính máu hồi nãy ba của tài vây lên đó thì tài đi vô trong nhà vệ sinh để mà rửa mặt đó nguyên do vì sao mà khi mất sóng tài biết được cái cục thu sóng điện thoại cái cục cắt sóng nó có ba chục đô thôi là ổng mua là ổng bày chứ ai mà bây giờ trời ơi các bạn biết được sự thật tài nè lanh cùng một ruột với cái tụi sát nhân thì bây giờ tài lanh cái thằng sát nhân đứng cạnh tài á là cái thằng mang mặt nạ hình con cáo còn một thằng mang mặt nạ hình con cừu mà trong nhà là bốn người rồi nha bình đi đâu không biết còn một mình hoa đang ở bên dưới tầng hầm đang chiến đấu với cái lũ này thì làm sao mà một có thể đánh lại bốn đi các bạn ơi. Nhưng ít nhất là bây giờ tụi nó chưa có tập trung lại với nhau, chỉ có tài với con lanh ở trên tầng 2 cùng với cái thằng mặt cáo thôi. Bắp sẽ gọi mặt cáo với lại mặt cừu đi ha cho nó nhanh. Còn cái thằng mặt cừu á thì nó đang ở bên ngoài, không biết nó đi đâu á thì nó chưa có đi vô nhà. Khi mà Hoa đi xuống dưới tầng hầm, Hoa tìm đồ thì không thấy gì hết, Hoa chuẩn bị đi lên thì Hoa nghe thấy có tiếng bước chân ở ở trên tầng trên đó là cái tầng mà thằng mặt hổ nó chết và cái xác nó đang ở đó đó. Cái thằng mặt cừu nó cầm theo vũ khí nó chỉ vô trong thì khi mà nó đi vô được trong cái phòng ngay chỗ xác của cái thằng mặt hổ á, chết rồi á, nó tiến tới nó coi khi mà nó thấy thằng mặt hổ chết á thì nó nó gào khóc nha các bạn, nó gào khóc nó tức tối nó đau đớn lắm và rất là thương xót cho cái thằng mặt hổ đó, thậm chí nguyên một cái bàn ăn ở cạnh đó nó tức quá nó hất nó đổ hết nguyên một cái bàn luôn. Thì Hoa ở bên dưới tầng hầm đang chuẩn bị đi lên á thì đang nép ở trong cái cửa cái cửa mở ra thì sẽ là ngay cái tầng nơi mà cái thằng mặt cừu đang đứng khóc đó thì thằng mặt cừu nó khóc quá trời khóc cái khúc này bóc kiểu ha mày giết gia đình người ta được mày không cho người ta giết mày hả tới hồi người nhà mình bị giết thì khóc quá trời khóc mà đi giết nhà đình người ta không thương xót thì hoa ở trong đây Hoa cẩn thận nha, trên tay của Hoa vẫn còn cầm theo vũ khí Lúc nào cũng phải trong hệ chiến các bạn Sẵn sàng chiến đấu và lúc nào cũng phải có vũ khí ở trên tay Là một tay của Hoa là có cầm theo cái cái đồ đập thịt á nó giống như cái búa đập thịt đó cạnh đó hoa với được một cái turuvit cái đồ mà dặn ốc á có cái mũi nhọn nhọn á thì hoa mới cất cái turuvit đó nhét vô trong túi quần ở trên cái cửa nó có một cái khe để mà tra chìa khóa nhìn qua có thể thấy qua bên kia thì hoa mới thọ con mắt nhìn vô cái khe đó lúc mà nhìn vô cái khe cửa thì thấy bên kia có cái con mắt nó đang nhìn ngược qua thì hoa mới giật giật mình lùi lại ở ngoài á cái thằng kia nó cố gắng đập cửa để xông vào chỗ của hoa hoa ráng hoa giữ cái cửa lại thì nó đạp cửa không được nó lấy cái búa để mà nó đập cửa luôn các bạn nó đập cửa mà khiến cho Hoa giật mình lùi lại luôn Lúc mà nó sắp phá được cửa rồi á Bảo đang không biết là Hoa làm sao mà thoát khỏi đây Thì cái rèm cửa sổ tự nhiên mở ra Lù lù Ở bên dưới có người đứng dậy Các bạn biết ai rồi đó Chú Nghĩa của mình đó các bạn Anh Nghĩa Anh lầm cờm bò dậy không biết ức ơ gì hết Tại hồi nãy xỉu cái sau này được khiên giấu trong đó Ông lầm cờm bò dậy nha ngơ ngác ngơ ngác y như mới ngủ dậy á à, đi kề nhắc kề nhắc ra bên ngoài thì cái thằng kia nó đang là tấn công tự nhiên nó thấy có người đi ra nó cũng chưng hững nó nhìn lại về phía cái cửa sổ á nó thấy cái thằng này đi ra mặt tái mét à thế là sẵn trên tay của nó có búa nó tiến tới chỗ của nghĩa nó giơ cây búa lên để mà giết nghĩa thì từ ở bên trong phòng á cái chỗ mà hoa đang núp là ở đằng sau lưng của nó hoa mở cửa ra cầm cái turovit chạy tới chỗ của cái thằng sát nhân đâm thẳng vô trong lưng của nó mà hoa dùng một cái lực rất là mạnh để mà nhấn cái turovit nhấn thẳng vô lưng của nó nó đau quá nó làm rớt cây búa thì ông nghĩa ông nhanh tay nhanh chân ông chụp cây búa ông cầm lên hoa đằng sau lưng á thì trên tay của hoa vẫn còn cái đồ đập thịt các bạn cái thằng mặt cừu á nó bị tấn công nó quay qua nó nhìn hoa trên tay có vũ khí nó quay qua nó nhìn nghĩa trên tay nghĩa cũng có vũ khí thế là nó lửng, gần nó có một cái cửa nó lửng ra ngoài nó chạy nó trốn. Khi mà nó chạy rồi Hoa lực đực đóng cửa lại. À, ở trong đây chỉ còn có Hoa với ông Nghĩa nhìn nhau. Ông Nghĩa kêu: "Ờ, à, hồi nãy anh tỉnh dậy ở trong đó." Hoa kêu: "Em biết mà, hồi nãy tụi em giấu anh trong đó đó." Cái Nghĩa quay qua nói: "Cảm ơn nha." Hoa kêu: không có gì <laughs> kiểu cái cuộc hội thoại nó rất là nó rất là kỳ hoặc gượng gạo mắc cười á các bạn sau đó thì ông nghĩa ông bỏ cái búa xuống mà vết thương bây giờ bắt đầu đau ngủ dậy rất là hết thuốc rồi vết thương bắt đầu đau nhất nghĩa mới quay qua hỏi hoa À, vậy trang đâu thì hoa không có muốn báo tin buồn cho nghĩa hoa chỉ nói là à, à, hoa không biết thì lúc đó ở trên lầu tài với con lanh chạy xuống tụi nó nói là tụi nó nghe ở bên đây có tiếng động ồn cho nên tụi nó sợ tụi nó không dám xuống hoa rất là bình tĩnh các bạn hoa nói là một trong số chúng đi vào trong đây để tấn công tụi chị chị đã đâm nó rồi thì cái thằng tài nó mới kêu cái gì chị đâm nó rồi hả vừa nói thì hoa vừa tiến tới chỗ của nghĩa giúp đỡ dìu nghĩa đứng dậy thì tài mới kêu là à, chị đâm nó như vậy rồi chị có nghĩ là chị đã giết nó chưa hoa mới kêu là chắc là chưa đâu chắc là nó chỉ mới bị thương thôi rồi hoa hỏi là ở trên lầu có ai không thì thằng tài nó mới kêu là không đâu có ai đâu tụi em đi lên đó kiếm mà không thấy ai hết trơn á hồi nãy bắp đếm mà bắp quên ông nghĩa luôn các bạn lúc mà bắp đếm là trong nhà chỉ còn một mình hoa chống chọi lại thì thì bắp quên luôn ông nghĩa ông đang bị thương ông bị giấu <laughs> thành ra quên tới hồi ông lù lù đứng dậy mà bắp mắt cười dễ sợ, thì hoa cũng cố gắng giúp đỡ cho nghĩa đứng dậy à, và nói chuyện với mọi người á, thì hoa mới hỏi là vậy à... Chú, uh, chú lư đâu tài mới kêu là uh, ba của tài cần phải nghỉ ngơi ở trên lầu rồi còn cái tên sát nhân á thì chắc là nó trốn nó trèo ra khỏi cửa sổ nó đi ra bên ngoài rồi ở trên lầu không có ai hết còn ba thì đang nằm nghỉ ngơi con lanh á nó mới hỏi hoa là Vậy hoa nghĩ là có bao nhiêu uh, tụi nó có bao nhiêu người thì hoa nói một đứa thì chết rồi uh, chắc chắn là có ít nhất hai đứa nữa xong rồi con lanh nó kêu là uh, nhiều khi là bây giờ tụi nó bỏ đi hết rồi không chừng nhiều khi là chị làm tụi nó sợ quá cho nên tụi nó chạy đi hết <laughs> nó nói cũng đúng đó các bạn bà hoa bà chiến quá mà hoa mới nói với mọi người là chúng ta không nên lơ là cảnh giác cũng không có chắc là tụi nó có đi hay chưa bây giờ thì tất cả mọi người sẽ cùng với nhau đi xuống tầng hầm nhưng mà không phải là trốn ở dưới bởi vì ở bên dưới tầng hầm á hoa thấy là có mấy cái đồ vật dụng làm vườn có mấy cái đồ nhọn ở bên dưới thì mọi người sẽ xuống đó để mà tìm vũ khí hoa kêu mọi người phải xuống đó rồi kiếm những cái gì có thể nhọn có thể nặng hoặc là bất cứ cái gì có thể làm vũ khí thì mọi người phải lấy cho mình một món vũ khí rồi hoa cũng lấy một số đồ khi mà lý xong vũ khí thì phải đi lên tầng trên thật là nhanh không có được ở bên dưới tầng hầm quá lâu thì mọi người kể cả là nghĩa đang bị thương cũng cố gắng nha các bạn dìu dắt nhau đi xuống bên dưới tầng hầm để mà tìm vũ khí giống như lời mà Hoa nói. Thì lúc mà Hoa đi xuống hồi nãy xuống tầng hầm á, Hoa thấy được một số đồ có thể chơi được đó, có thể dùng để chiến. Thì Hoa xuống gom đồ rồi Hoa kêu Lanh á là đi theo giúp đỡ cho Hoa. Lanh á thì cũng đi theo sau lưng của Hoa. Còn Tài và Nghĩa thì đi chung với nhau. Thì sau khi mà lấy xong đồ rồi á, Lanh và Hoa đi lên trên lầu trước. À, hoa mới lấy một cái miếng vải đẩy xác của trang lại hoa nói là à, không có nên để cho anh nghĩa thấy xác của trang như vậy thì hoa cũng thấy thương cũng tâm lý lắm nha các bạn rồi hoa mới kêu lanh á, là đi qua phía ngay chỗ cái mép cửa sổ á. hoa cầm theo búa theo đinh và mấy khúc gỗ hoa đang tạo ra một cái bẫy các bạn có một cái thanh gỗ khá là mỏng hoa dùng đinh á, để mà đóng qua cái thanh gỗ đó tạo thành cái, cái chông đinh đó các bạn và đặt cái chông đinh đó ở bên dưới cái cửa sổ nếu mà có người bên ngoài cửa sổ bước vào tuổi này nó thích đi cửa sổ lắm thì nó sẽ đạp lên cái chung bằng đinh đó. Hoa có một cái búa mà, hoa đưa một cái búa cho con lanh. Hoa kêu nó phụ đóng một khúc gỗ còn hoa sẽ đóng một khúc bởi vì cần mấy khúc luôn chứ không phải là một cái như vậy. Thì cái con lanh đó các bạn, cái mặt nó thấy ghét lắm, lạnh tanh à, nó cầm cái búa lên nó nhìn xong rồi nó nhìn hoa nó kêu là um, cho nó hỏi cái này được không tại sao hoa lại biết làm mấy cái này bởi vì mấy cái bẫy thì người bình thường thì làm sao mà biết làm mấy cái bẫy đó hoa cầm cây búa vừa đóng đinh vào khúc gỗ và vừa kể là um, tuổi thơ của hoa khá là đặc biệt so với những người khác những người khác có một tuổi thơ êm đềm bên gia đình á thì hoa đã lớn lên ở bên trong một cái khu gọi là À, khu thực tập sinh tồn thực chất đó là cái khu đó không có phải là bị ép buộc gì vô ở mà bởi vì lúc mà hoa vừa mới sinh ra thì ba của hoa luôn nghĩ thế giới của mình sẽ tới một cái lúc mà kiểu như là sẽ tới một cái lúc mà mình sẽ phải đấu tranh để sinh tồn á là ổng nghĩ là mình sẽ đến lúc mà cả thế giới đấu tranh với nhau và sẽ không có sống trang hòa yêu thương á mà sẽ phải sinh tồn kiểu dạng dạng như là chiến tranh tận thế đồ sẽ xảy ra các bạn thì ổng lo xa mà ổng lo xa được cái ổng chơi với bạn của ổng bạn của ổng cũng lo xa như ổng và mọi người mới cùng với nhau đi tới một cái trại gọi là trại sinh tồn thì ở đó để dạy cho con cái cái cách sống À, tích trữ đồ ăn và tạo ra những cái đồ vũ khí cần thiết để mà sinh tồn dạy cho hoa bởi vì ổng rất là thương hoa ổng dạy cho hoa cách để cho hoa có thể tự bảo vệ bản thân hoa nếu như mà hoa rơi vào trong những cái trường hợp nguy hiểm và bị truy đuổi bị truy bắt thì ơi phải nói là bắp rất là thích cái cách này luôn mình bảo vệ con cái không thể nào bằng cái cách dạy cho nó cách để nó tự bảo vệ nó được thì có một khoảng thời gian hoa ở với ba và đi cùng với bên gia đình của mấy người bạn của ba hoa đó thì tới một cái khu gọi là khu sinh tồn và ở đó người ta dạy cho hoa rất là nhiều thứ à, kỹ năng tạo ra những cái bẫy nhỏ nhỏ như vậy bẫy nó không có phải là quá cao siêu nhưng mà có thể bẫy thú vật nè hoặc cũng có thể bẫy kẻ thù và dạy cho Hoa những cái cách mà gặp nguy hiểm ấy thì mình cần phải làm cái gì đó là nguyên do vì sao mà khi mà Hoa gặp nguy hiểm thì Hoa rất là chiến và Hoa rất là minh mẫn bởi những kỹ năng mà Hoa đã học được khi còn nhỏ trước năm 15 tuổi, sau 15 tuổi thì Hoa về ở với mẹ, kiểu như đi ra thành phố rồi ở lại hòa nhập với mọi người, nhưng những kỹ năng mà Hoa học trước năm 15 tuổi mà ba đã dạy cho Hoa ở bên trong cái khu sinh tồn á thì nó sẽ theo Hoa suốt cả cuộc đời nó giúp đỡ cho Hoa. Mà những cái chuyện này Hoa cũng chưa có kể cho Bình nghe nữa các bạn, mà cho nên Bình đâu có biết mấy cái chuyện này đâu. Khi sống ở trong yên bình thì Hoa vẫn là một cô gái rất là hiền, rất là dễ thương, nhưng mà khi Hoa gặp nguy hiểm thì bản năng sinh tồn cộng với những kỹ năng sinh tồn trước đó đã được học được bật lên và giúp ích cho Hoa rất là nhiều. Thì con Lanh nó nghe nó kêu nó cười nó kêu, Hờ, cũng hợp lý ha. Khi mà nó đang ngồi với Hoa thì ở bên dưới tầng hầm nghĩa với lại tài cũng đang cố gắng tìm vũ khí. Nhưng mà mình biết bây giờ chỉ có nghĩa là cố gắng tìm vũ khí thôi, chứ tài đâu có cố gắng tìm vũ khí đâu các bạn. Nghĩa đã tìm ra được rất là nhiều cái turuvit có thể sử dụng làm vũ khí để đâm và bay ở trên bàn. Trong khi tài á thì cũng giả bộ đi vòng vòng tìm vũ khí thôi. Thì khi mà tới ngay chỗ cái bàn đứng nói chuyện với nghĩa. À, nghĩa nói là như vậy là không ai biết bình đi đâu hả bình nó chạy ra bên ngoài rồi trang cũng chạy ra bên ngoài mà không có ai tìm ra hai người đó hay sao à, nhưng mà anh chắc chắn sẽ chạy đi ra ngoài anh sẽ đi tìm họ đặc biệt là tìm trang anh không thể nào để cô ấy ở bên ngoài một mình được Tài nó mới nói ủa anh chưa biết gì hả trang chết rồi chị trang chết rồi chị trang bị giết rồi xác của chị đang nằm ở trên lầu á nó cố tình nó nói các bạn để cho sốc sốc nghĩa thì nghĩa kiểu rất là thương cái miệng thì hay hổn vậy thôi nhưng mà cũng thương anh em với lại cũng thương vợ lắm khi mà nghe nói vợ mình chết á thì nghĩa không có chấp nhận được sự thật luôn mà trong khi cái thằng tài á nó lại kiểu rất là ồn ào á nó kêu là trời ơi em xin lỗi nha em xin lỗi nha chị chết á chị chết rất là thê thảm chị chết ở trên lầu á à, em biết là anh lo cho chị lắm nhưng mà chị chết rất là đau đớn rất là thê thảm thì nghĩa tức lên nghĩa kêu là tao biết rồi mày im đi mày im đi mày im đi thì trong lúc mà đang Đánh lạc hướng như vậy Tài á, nó mới cầm một cái tu nó đâm thẳng vô trong bụng của Nghĩa luôn các bạn Nghĩa ngỡ ngàng luôn Thì khi mà đang bị sốc kiểu như là sốc không có phản kháng nghĩa cũng không có phản kháng sốc đứng im luôn y như là bị đóng đóng băng vậy đó thằng em mình nó tấn công mình tài nó thấy nghĩa chưa chết nghĩa vẫn đứng đó nhìn nó thì nó cầm cái tour vít khác nó chọt cái trong bụng của nghĩa vẫn thấy nghĩa chưa chết vẫn đứng đó nó cầm cái khác nó chọt cái trong bụng của nghĩa rồi nó cầm cái cây khác nó chọt đến độ mà người ông nghĩa như con nhím vậy đó các bạn đâu bốn năm cái tu vít đứng lên trên người của ổng vậy đó chọt vô bụng rồi chọt vô ngực sao mà thằng tài nó kêu trời ơi sao mà anh chưa chết nữa anh có biết là cái việc này khó với em lắm không Mà sao anh chưa chết nữa Thôi một hồi nữa thì Nghĩa nó cũng té xuống chết Nghĩ sao mà sống nổi Bị đâm như con nhím vậy đó Kiểu sát nhân giết người mà còn pha hề hước ở trong đây nữa các bạn <laughs> Mà thằng Tài nó phải giết nghĩa à, để bây giờ là trừ khử từ từ hồi nãy là tụi nó không có dám manh động bởi vì dù gì thì tụi nó không có biết là cái tụi sát nhân ở đâu hết sẽ có những câu hỏi là tại sao tụi nó không xông vô giết luôn bởi vì chỉ có hai người thôi nhưng thực chất là cái tình huống nó rất là khó kiểm soát khi mà ở bên trong nhà thì cái tụi bên kia tụi sát nhân nó liên hệ với nhau nó làm việc với nhau nó thoát ẩn thoát hiện thì tài và lanh sẽ không biết là tụi nó đang ở đâu chỉ có việc tụi nó làm tụi nó biết thôi cái kế hoạch là tụi nó giết người tài và lanh chỉ là những cái người ngoài cuộc nhưng không ngờ mọi sự việc nó lại ngoài tầm kiểm soát khi mà có sự hiện diện của hoa thì khi mà chỉ có hoa nghĩa tài và lanh ở trong nhà thì tài và lanh cũng không nghĩ là tụi nó sẽ ra tay giết người đâu bởi vì tụi nó đã mướn sát thủ rồi thì làm sao mà tụi nó muốn tay của nó phải nhúng máu nhưng mà bây giờ là bất khả kháng cho nên tài nó phải ra tay nó trừ khử được ai thì nó trừ khử bởi vì nó cũng nhận biết được rằng mối nguy hiểm đang rình rập và càng ngày càng lớn thì sau khi nghĩ chết thì bây giờ tất cả chỉ còn lại một mình hoa thì hoa làm được gì đó là nó suy nghĩ như vậy thành ra là khi mà chia nhau đi á thì tài nó xử nghĩa có ở trên kia thì hy vọng là lanh sẽ có thể xử được hoa nhưng dễ gì xử được chị và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay bộ mặt thật của tài đã được hé lộ không chỉ tài mà cả bạn gái của tài là lanh cũng cùng một giuộc với nhau mướn sát thủ để hồng giết hại tất cả người nhà để mà chiếm đoạt tài sản tuy nhiên ai mà lại ngờ người bạn gái của anh trai họ dẫn về quá là chiến khiến cho hai người họ tất cả mọi kế hoạch đều bị đổ vỡ ban đầu chỉ tính là mướn sát thủ rồi tụi nó giết hết rồi sau đó thì hai người thảnh thơi gọi cảnh sát tới à, giả bộ nói là có một đám sát thủ biến thái giết người, giết hết cả gia đình họ và họ ở lại làm nhân chứng. Họ sẽ không phải động tay giết bất cứ ai và không phải ra tay, chỉ cần phủi tay và nhận tiền mà thôi. Nhưng mà bây giờ bắt buộc bàn tay của họ phải nhúm máu, phải hợp tác và giúp đỡ cho những kẻ sát nhân cung diệt hoa. Nếu không thì tất cả mọi kế hoạch của họ sẽ đổ bể. Vì vậy thì Tài mặc dù không muốn mà cũng không có phải là giết người chuyên nghiệp lần đầu tiên giết người mà các bạn đâm nhiều nhát thì nghĩa mới chết nhưng mà tài bắt buộc phải ra tay giết nghĩa còn cái chuyện ở tầng trệt đó thì để cho bạn gái của tài là lanh xử lý mà hiện tại thì hoa ở cùng với lanh ở trên tầng trên lại không hề biết chuyện gì xảy ra và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện nạn nhân kế tiếp nhé bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye -bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.